InCBO bán trên Facebook giá 26.000 và câu chuyện thực hư nó như thế nào thì Hiếu xin mời bà con cùng Hiếu tìm hiểu trong video này. Và trước khi mình nói về vấn đề á thì đây thì Hiếu sẽ mở cho bà con xem. Thì cực kỳ tốt á, giá nó chỉ 26.000 thôi và bà con mua số lượng nhiều thì Hiếu sẽ hỗ trợ trong phần ship. Sản phẩm InCBO là sản phẩm mà thuộc chuyên sâu mới của Syngenta sản xuất. Nó là các hoạt chất mà mới nhất và đang được Syngenta độc quyền. Ở trong cái gói InCBO này. Rồi, trong thời gian vừa qua thì Hiếu tin chắc rằng rất là nhiều bà con đã xem được cái video này. Bởi vì người xấu á, nó mới cắt cái đoạn video mà Hiếu làm cách đây là gần 3 năm thời điểm InCBO mới vừa ra mắt. Lúc đó thì giá thành chỉ 26.000 thôi. Cắt đúng cái khúc đó và họ tải về, họ đăng trên Facebook và họ bán nha. Và Hiếu cam đoan luôn đó chắc chắn 100% là hàng giả. Bởi vì Hiếu xin khẳng định luôn là Hiếu không có bán hàng trên Facebook. Đó, thành ra là khi bà con mà xem được cái video này thì chắc chắn đó là hàng giả. Và khi bà con gọi theo những cái số điện thoại cho nó đó thì gặp người Bắc. Đó, người Bắc sẽ nói chuyện với bà con giọng người Bắc. Đó, còn Hiếu thì chỉ bán hàng qua cái số của Hiếu thôi. Đúng một số. Nè, thì Hiếu sẽ để cái số đó trên video. Rồi, bà con cần sản phẩm gì đó thì cứ liên hệ chỗ vật tư nông nghiệp Quỳnh Hiếu. Còn riêng về sản phẩm InCBO á thì nó rất là hot. Quản lý sâu nè, tốt nè, lưu dẫn được lâu nè. Thành ra là cái nhu cầu của bà con đang rất là nhiều. Và chính vì cái nhu cầu mà nó nhiều như vậy, cái hàng nó hot như vậy thì người xấu nó mới làm cái hàng giả ha. Và cái mã đó đó bà con đem về quét á, thì có một số mã nó vẫn lên, rồi một số nó không lên nha mọi người, chứ không phải mã nào cũng lên. Nhưng mà cái những cái mã mà lên á thì họ chụp cái mã thật trên cái gói InCBO và họ in vô cái gói giả. Và khi bà con cầm cái gói thôi thì mình sẽ thấy cái gói, cái chất liệu, cái bao bì nó sẽ không được ổn như cái gói mà gói hàng, đúng hàng của Syngenta. Đây, thành ra khi bà con mua hàng thì bà con nên chọn những đại lý uy tín đó, và mình biết tại cửa hàng đó mình mua thì nó sẽ yên tâm hơn. Còn mà hàng trôi nổi, đặc biệt là trên Facebook thì bà con nên cẩn thận nha. Thì nó không chỉ lấy một video của Hiếu đâu, lấy rất là nhiều video. Rồi kể cả những cái hàng như Bicina, hàng mà giá trị cao đó thì nó đều làm và bán hàng giả hết. Rồi, cái đó là Hiếu xin lưu ý với bà con ha. Rồi, cảm ơn bà con đã theo dõi video. Rồi, bà con cần hàng chất lượng nè, giá tốt nè, thì cứ liên hệ chỗ Quỳnh Hiếu nha. Rồi, Hiếu xin chào.